Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Trang quay trở lại cầu Kênh Hậu ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Dùng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Dạ, hôm trước thì mấy chú đổ đà nước xong nè, đổ trụ cột tới đà gói ở trên. Bây giờ thì tới mình đổ đà gói mang cá ông bà cô chú anh chị. Đây, chỗ này nè. Đây mình sẽ đổ lên đặng mình vác cái đà từ trên xuống ông bà cô chú. Đây nha, chú đang cột ở bên kia. Bây giờ thì Trang xin mời quý bà cô chú anh chị cùng đi qua bên kia xem mấy chú làm với Trang nha. Dạ con chào mấy chú nha. Đây gỡ ra rồi thấy. Quá trời bự luôn nè bà cô chú ha. Này tháo ra rồi nhìn thấy lực lưỡng ghê ha bà cô chú. Đây. Đây mấy chú sắp hành hình rồi nè, cột sóc hành ra cái dáng của cái đà gói rồi nè. Đây gọi là cái gói mang cá. Dạ, đây mấy chú cột lên mình đổ bê tông lên tới đây luôn nè bà cô chú anh chị. Đổ lên tới đây luôn. Tới cổ Trang. Cho ông ăn đồ sáng. Từ đây mấy mang cá ra ngoài đó. Tới luôn tới kêu Trang luôn. Dạ, hôm nay làm thì có cậu Năm mở năm, cậu thì làm, mở thì nấu cơm. Có mấy chú ở sớm, có Trang với chơi. Chỉ chú chủ nhà mà chú làm 4 người luôn. Chú phụ Trang là 4 người luôn. À, chú Tư, Hiếm Tư rồi hai người con của chú luôn. Đây mình cột tới đây nè, nữa mình đổ bê tông lên tới đây luôn. Mấy anh đang cột vô gà vô. Cầu mà đã giò gà rồi mang cá con lương rồi cái gì đâu mà thế giới động vật không à. Đứng cái không thấy người ta luôn ha, đổ nữa bích cái này luôn rồi. Này cần có sửa qua sửa lại gì không anh? Vậy là cột luôn ha, khỏi sửa luôn ha. Em có sửa thì nó em mới biết, không sửa thì không biết được. Làm lực lưỡng không? Lực lưỡng. Lực lưỡng hay lực lớn? Quá trời cơ này nó chơi chỗ này chết công trình tôi trời máu huyết. Làm gì đâu mà nó thêm không nó bớt nó thật. Tôi có con trúc cũng đút vô cái sắt của nó nè. Ủa rồi cây ngoài mình hết trơn rồi cậu ơi. Nhiều đâu hết được. Đồng cây mà qua không mà. Nè nè, lấy là ai ngoài. Đồng cây nè. Ừ. Nó làm luôn. Ủa chứ ngày kêu con làm giùm vô cũng phải làm giùm cho tao 30 cây nữa tới. Cột cái mâm coi. Cột mâm làm nhiều. Cột mấy cái mâm đó là đâu quan trọng cái mâm đó đó. Phải là mà móc qua đó là không đủ cho dân làm đó. Cho 30 cái ngoài coi. Nhiều người dữ là. Cái đài đó đấy là để hồi dặm mỏ mất tiêu mấy cái đài đó. Cái này là diễn không? Hả? Phải làm không? Ngươi cũng có làm đủ là 16 cho nó tính 16 cái đấy. Tính năm mấy nhà ông đám nữa. Hả? 16 với kia 20. Ông đám đâu chưa? 24 nữa. 24. 16 24 ăn nhau. 20 23. Ừ. 30. Bữa năm 2023. Khó cái chân chúng em làm ăn đó. Sáng giờ nó làm muốn đánh rồi đó. Nó đau cái là nó hết bệnh đó. Cũng như nhức đầu rồi quýnh vô vài coi gió nó giò làm hạn chết linh tôi có gì đâu làm mạng tờ thế cái mạnh luôn. Ừ, tờ thế cái mạnh thế. Bên em là bên em cắt hai đầu đấy cột hai đầu á em cột rồi vậy còn cây dây còn cây này còn cây này giá hả? Cho em cộng nữa được không? Có vô nhiều không hả? Dạ, bên đây thì cột xong rồi nè bà cô chú anh chị. Mấy chú nghỉ tay ăn cơm cái mình sẽ cột bên kia.
sẽ cột tương tự như thế này luôn. Đây là cái đà gói để mình gác đà lên, rồi ngoài này thì mình làm bán cá. Cái đà của mình thì gác sẽ tới đây nha. Ngoài nó vô đây luôn, nó cứng luôn nè. Buộc vô đó, buộc nó hơi tê lại, nó không chút. Không có quẹo. Tụi nó nhớ chút. Không tới. Nghe nói vậy? Nói thôi. Nghe nói vô. Người này nó nói được. Cột bên đó cây nó cứng. Nó cột vô. Thôi mình tiếp tục mình cột ra. Tới gió bên đây. Mình tới nhà anh sẽ cột mấy cái trụ. Mấy cái trụ cột. Rồi anh cho rớt nữa đi anh chơi. Đây. Mình bẻ hay quá. Ừ. Giờ mình lấy cái cây mình chỏi ra. Nào mình vô dầu gà nó ngay lại à. Ồ vô đi. Hai cây vô luôn, hai cây vô luôn. Sọc vô. Cái kia đó, cái kia đó. Anh dịnh cái em cột cái gì không? Buông đi, buông đi. Có cỡ sẵn nó vuông nữa nghe, làm sao cậu bước cho nó không vuông đi vậy? Không vuông thì mình làm cho nó vuông. Dạ, thì bây giờ thì mấy chú đã bắt đầu mình xếp học lại đó bà cô chú anh chị. Thì Trang có thay đổi một kế hoạch một tí xíu, là hồi nãy mình nói là đổ là 5 tấc, nhưng mà bây giờ là Trang sẽ ra là 1 mét. Từ bên đây mình qua đây là 1 mét nè, mình đổ lên là 25 một miếng dán. Mà đóng vậy luôn đi rồi khỏi tháo dán lên, rồi đặng lên trên mình dở lên trên mình khép học lại. Bên đây thì chú Năm đang khép học nè, bên kia thì mấy anh đang làm. Thì bên đây cũng mét 2, đây thì đây mét 1 thôi chứ nhiêu. À chỗ này chú. Ừ, đó quá. Cái thước thì sao nó muốn bệnh hoài ta? Cái thước này hư rồi. Ngay giữa đúng không? Chưa chưa xích vào đây coi. Chú đạp cái cây này sao không vô được. Rồi. Rồi hả? Bẻ qua gì cũng được, mãi cột. Rồi chưa? Sửa con sửa cái chỗ này lại chút cái nó được. Để đi, con cột rồi. Trên sư phụ vậy đó, nhưng mà cột dịch qua đây một cái. Đó nó già rồi, nhắn mày ơi. Còn đó là bả nó hàng đó là 4 mấy tuổi rồi đó. Ổng với bả rồi nói chuyện này nghe tên này nổ lỗ tai đó. Được chưa? Gì hay gì? Nổ lỗ tai đó nha. Gì hay gì? Vậy thì mượn hai anh đó cột vô. Vậy thì ông Vĩnh nha. Được chưa? Rồi dẫn dẫn đi con cột, cột luôn vô cái đó. Chân chân cột bốn cái chân cái đó. Bỏ mỗi cây cột cái chân đi. Thì đó, cột cái chân cái đó. Cột chân này nè. Sáng ngày, gạo khúc dài nó thấy bệnh. Trời ơi, bên nhà tôi có một cái kìa. Là những cái hai cộng với chứ. Có gì con người mà thiếu thốn sao mà làm gì cũng dư giả chứ hả? Tạm coi mấy cái chân chắc cái mình xeo không có sao. Chắc lội luôn á. Không có kẹo kẹo kẹo. Để cột họ hỏi cũng kẹo kẹo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ổng gòi rồi đó, khùng ổng lắm, ổng hết gòi rồi đó. Vừa có dùng râu nhỏ bán mà con của bác ơi. Ý ổng nói không, tao không có sợ mày đâu, mày đổ là tao đổ á. Dạ, thế bây giờ thì mấy anh mấy chú sẽ bắt đầu đổ hả? Đổ cái gói để mà gắt gà lên, cái gói để mang cá thôi. Đổ bên kia xong thì mấy chú sẽ qua đây đổ. Đổ cũng gần xong rồi. Mình đổ này ngang thì mình đổ 1 mét. Đây là mình đổ cái lưới băng. Lưới băng của con cá. Để mình ghép bờ luôn. Thank you.
Ông ơi, ông ơi, có lại không? Nói vậy. Ôi. Em ơi đổ đi gan nè, 13 bao. Cho anh xách giùm em thùng nước đổ này coi. Rửa. Rửa mấy cái này nè, đâu hơn nó cứng ngắc luôn nè. Ôi được rồi. Đánh vào mày thôi. Đổ lên tới đó luôn á. Đổ lên tới đó luôn á. Dạ, thì bên đây đã đổ xong nữa, bà cô chú anh chị. Dạ, chiều cao như thế này là 25, ngang qua như thế này là 1 mét, còn dài qua cái gì là hơn 4 mét á. Bên đây cũng vậy, mình đổ bên kia cũng vậy. Dạ, ngày mai thì mình sẽ tiếp tục đổ qua cái gối bên trên. Bên này mình đổ dĩ băng ở dưới thôi. Rồi ngày mai thì cái gối thôi, mình đã cột sẵn rồi nè. Mời khôn cái mình tháo dán ra. Mình tháo dán ra cái mình dở lên trên. Mình dở lên trên cái mình khép học như thế này. Đó, cái mình đổ dài lên tới cọng dây này. Dạ, hôm nay thì Trang chia sẻ tới đây thôi. Trang xin chào ông bà cô chú anh chị nha. Video ngày mai thì Trang sẽ tiếp tục chia sẻ đến ông bà. Còn bây giờ thì Trang chào ông bà. Trang xin phép chào.